Bố mẹ bất cẩn, bé 3 tuổi bắn chết chị gái 4 tuổi. Chỉ vì bố mẹ bất cẩn không trông nom con, một bé gái 3 tuổi ở bang Texas, Mỹ đã bắn chết chị gái 4 tuổi của mình bằng khẩu súng nạp sẵn đạn. Cảnh sát trưởng hạt Harris S. Gonzalez gọi vụ việc em cầm súng bắn chết chị gái là một tình huống bi thảm và rất có thể ngăn chặn được nếu bố mẹ hai bé giám sát con và bảo quản súng cẩn thận hơn. Theo cảnh sát trưởng, hai chị em tự chơi với nhau trong khi 5 người lớn tụ tập với gia đình và bạn bè trong một căn hộ ở Houston, bang Texas, Mỹ, hôm ngày 12 tháng 3 vừa qua. Sự việc xảy ra vào thời điểm khi hai đứa trẻ ở trong phòng ngủ mà không có người giám sát, do người cha tưởng rằng người mẹ đang ở đó. Còn người mẹ lại tưởng bọn trẻ có bố trông nom. Trong phòng ngủ, bọn trẻ tìm thấy một khẩu súng lục bán tự động đã nạp đạn. Dường như bé gái 3 tuổi đã cầm súng bắn chị. Các thành viên trong gia đình nghe thấy một tiếng súng duy nhất. Cảnh sát trưởng Gonzalez cho biết, họ chạy vào phòng và thấy đứa trẻ 4 tuổi nằm bất động trên sàn. Ông Gonzalez cho biết những người lớn sau đó đã nhanh chóng tịch thu vũ khí sau tiếng súng và gọi 911, nhưng bé gái 4 tuổi trúng đạn đã tử vong tại hiện trường. Cả hai đứa trẻ đều chưa được xác định danh tính. Bất kỳ cáo buộc nào đối với những người lớn trong nhà vẫn chưa được công bố. Mặc dù cảnh sát trưởng Gonzalez cho biết nhiều khả năng có người sẽ bị truy tố vì không bảo quản súng cẩn thận, cảnh sát trưởng Gonzalez nhấn mạnh rằng loại sự cố này có thể ngăn ngừa được nếu cha mẹ tuân thủ các biện pháp an toàn súng thích hợp. Từ đầu năm tới giờ, đây không phải là vụ việc trẻ em tiếp cận súng duy nhất xảy ra ở Mỹ. Bởi hôm ngày 10 tháng 3, cảnh sát cũng được gọi đến trường tiểu học Monroe ở Monroe, bang Maine, lúc 9 giờ sáng sau khi phát hiện ra một học sinh mang súng đến trường. Hồi đầu năm nay, một đứa trẻ 6 tuổi ở Newport News, bang Virginia, đã lấy một khẩu súng mua hợp pháp từ cha mẹ chúng và dùng nó để bắn giáo viên của mình trong lớp học. Cha mẹ của đứa trẻ khăng khăng rằng vũ khí đã được bảo vệ và thừa nhận rằng cậu ta bị khuyết tật cấp tính thường cần được giám sát thêm ở trường. Hồi tháng 2 ở Pennsylvania, một bà mẹ bị bắt giữ khi cậu con trai của cô ta tìm thấy một khẩu súng không an toàn và bỏ nó vào ba lô, mang đến trường.